Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Yên Thế. Chương trình được phát trên kênh 48 hệ UHF vào 19 giờ 45 phút. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi nội dung của chương trình. Sáng ngày 20 tháng 9, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai nghị quyết số 130 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2020. Sự hội nghị có các nhà khoa học, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Về phía huyện Yên Thế có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn, hộ chăn nuôi tiêu thụ gà đồi Yên Thế, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Lưu Xuân Vượng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện và các đồng chí thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị. Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Yên Thế xác định lựa chọn mô hình công nghệ cây con có lợi để áp dụng ứng dụng, xây dựng liên kết chuỗi giá trị bền vững, đẩy mạnh tiếp nhận chuyển giao trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ động lựa chọn giải pháp công nghệ có hiệu quả, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo phương thức sản xuất an toàn, thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng bảo vệ thương hiệu, quảng bá xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản ứng dụng công nghệ cao, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Tại hội nghị, các nhà khoa học, các đại biểu đã đánh giá cao vai trò về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đồng thời đưa ra các ý kiến đóng góp như cần bổ sung xác định rõ tiêu chí phát triển trồng trọt chăn nuôi của từng vùng, quy hoạch cụ thể vùng sản xuất để áp dụng công nghệ cao phù hợp với từng sản phẩm và điều kiện của địa phương, quan tâm xây dựng thương hiệu cho từng sản phẩm, ưu tiên phát triển vùng sản xuất cây nhãn muộn, cây cam V2, CF1, thành lập các tổ hợp tác xã chăn nuôi giúp nông dân chuyển giao khoa học và liên kết tiêu thụ nông sản, lựa chọn cán bộ chuyên môn có năng lực để hướng dẫn bà con áp dụng quy trình kỹ thuật mới, chú trọng bảo vệ môi trường sản xuất. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những ý kiến đóng góp trách nhiệm mang tính xây dựng của các đại biểu. Đồng chí khẳng định việc ứng dụng phát triển công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp là việc làm mới, khó và phức tạp. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn của huyện cần tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung hoàn thiện dự thảo nghị quyết, kế hoạch nhằm phát huy những lợi thế sẵn có của địa phương. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các cơ quan chuyên môn cần chú trọng tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lựa chọn công nghệ phù hợp với từng ngành sản xuất, trong đó ưu tiên việc lai tạo, tuyển chọn giống cây trồng vật nuôi, tranh thủ các nguồn vốn để mạnh ứng dụng chuyển giao công nghệ cao, xây dựng phát triển thương hiệu cho sản phẩm cam và nhãn muộn, mở rộng thị trường tiêu thụ, liên kết chuỗi giá trị bền vững trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Sáng ngày 20 tháng 9, tại nhà văn hóa thôn Hồng Lạc, xã Đồng Tâm, Ban công tác Hội người cao tuổi huyện tổ chức triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2016. Sự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện phòng bảo hiểm, phòng lao động thương binh xã hội huyện, bệnh viện Sung thương Bắc Giang, Ban công tác Hội người cao tuổi huyện và 21 ông bà là chủ tịch Hội người cao tuổi các xã thị trấn. Với chủ đề chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 đến 31 tháng 10 năm 2016. Để tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay diễn ra có ý nghĩa và hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế đã có công văn chỉ đạo đề nghị các ngành là thành viên ban công tác người cao tuổi huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động về người cao tuổi theo từng năm, từng giai đoạn, lồng ghép các nhiệm vụ của từng đơn vị vào các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, đẩy mạnh đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về công tác người cao tuổi, tuyên truyền về các chế độ chính sách đối với người cao tuổi, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác chăm sóc người cao tuổi, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi và đánh giá ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, làm tốt công tác xã hội hóa trong chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Các cấp hội người cao tuổi cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, làm tốt công tác tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tổ chức tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn đạt kết quả tốt. Cũng trong buổi sáng tại trạm y tế xã Đồng Tâm, Hội người cao tuổi huyện đã phối hợp với Bệnh viện Sông Thương Bắc Giang tổ chức khám, tư vấn, chữa mắt và cấp thuốc miễn phí cho 100 cụ người cao tuổi xã Đồng Tâm với tổng kinh phí trị giá trên 8 triệu đồng. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị sinh hoạt chi trả phụ cấp trách nhiệm cho tổng số 462 quân nhân dự bị động viên quý 3 năm 2016.
trong đó gồm 271 sĩ quan, 191 hạ sĩ quan. Tại hội nghị, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã thông báo tình hình hoạt động của lực lượng vũ trang huyện trong quý 3, phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2016, thông tin thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và lực lượng vũ trang quân khu trong thời gian qua, trao quyết định miễn nhiệm giải ngạch sĩ quan dự bị cho một đồng chí, đồng thời tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm quý 3 cho quân nhân dự bị động viên. Qua việc tổ chức hội nghị nhằm giúp Ban Chỉ huy quân sự huyện nắm chắc số lượng, chất lượng lực lượng dự bị động viên hiện đang được biên chế cho các đơn vị trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2016 và những năm tiếp theo. Nhằm giúp hội viên có vốn và kiến thức về tiến bộ khoa học trong sản xuất và chăn nuôi, phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân Hương Vĩ phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đứng ra tín chấp trên 1 tỷ đồng cho 21 hộ hội viên nông dân vay. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 11 hộ vay với tổng số tiền 375 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho 10 hộ vay với số tiền 694 triệu đồng. Bên cạnh việc tín chấp cho nông dân vay vốn, nông dân xã Hương Vĩ đã chủ động phối hợp với cán bộ khuyến nông, phòng nông nghiệp huyện mở 2 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho 92 lượt người tham gia. Vận động hội viên tham gia làm nhà giúp mỗi hội viên nghèo 35 ngày công lao động. Phối hợp với Ban Tư pháp tổ chức một lớp trợ giúp pháp lý cho 70 hội viên, triển khai thực hiện dự án phát triển đàn lợn nái sinh sản với nguồn kinh phí 135 triệu theo chương trình xây dựng nông thôn mới cho 45 hội viên được hưởng dự án. Triển khai vận động thực hiện kế hoạch làm nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo. Kết quả đã vận động được 10 triệu đồng giúp hội viên Nguyễn Văn Lập ở thôn Chùa, dự kiến khánh thành vào ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 2016. Sáng ngày 21 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về việc thi hành luật đất đai trong quản lý, tổ chức, thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất đối với diện tích đất cho các cá nhân doanh nghiệp thuê đất có thời hạn và diện tích đất công ích giai đoạn 2011-2016 đối với xã Tam Tiến. Trước khi làm việc với địa phương, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện đã đi kiểm tra thực địa tại diện tích đất do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hiệp Thành thuê trên địa bàn xã Tam Tiến để đánh giá thực trạng cũng như hiệu quả thuê đất của các đơn vị doanh nghiệp. Theo báo cáo, căn cứ kết quả kiểm kê đất đai đến năm 2014 thì tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã Tam Tiến là trên 3.000 ha, trong đó đất nông nghiệp gần 2.700 ha, phi nông nghiệp trên 380 ha và trên 6,1 ha đất chưa sử dụng. Trong giai đoạn 2011-2016, Ủy ban Nhân dân xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các tổ chức, gia đình, cá nhân để kịp thời xử lý khi vi phạm. Qua đó phát hiện xử lý được 10 vụ vi phạm, lỗi chủ yếu là do các hộ gia đình cá nhân tự ý san lấp mặt bằng, thay đổi hiện trạng. Đối với diện tích đất công ích hiện nay, Tam Tiến có 35 thửa đất với trên 18,3 ha, trên 16 hộ, gia đình cá nhân đấu thầu nuôi trồng thủy sản và giao cho các bản quản lý trông coi trên 2,2 hectare. Tuy nhiên, việc quản lý đất công ích còn hạn chế, còn khoảng 5% diện tích đất xã chưa quản lý được. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đánh giá cao về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát và ghi nhận những nỗ lực cố gắng trong quản lý sử dụng đất của xã Tam Tiến. Đồng chí mong muốn địa phương tiếp tục phát huy những việc đã làm được, khắc phục hạn chế mà các thành viên trong đoàn đã nêu để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý đất đai đạt hiệu quả. Trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần nâng cao công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng rõ cho cán bộ chuyên môn và tập trung nâng cao việc quản lý hồ sơ đất đai, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý đất đai, giảm thiểu, chấm dứt tình trạng vi phạm như san gạt, giải phóng mặt bằng, xây dựng trái phép, đánh giá khách quan đối với diện tích đất cho thuê để tránh tình trạng đầu cơ đất. Sáng ngày 22 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện do ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã về kiểm tra giám sát việc thi hành luật đất đai trong quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý sử dụng đất đối với diện tích đất các cá nhân doanh nghiệp thuê có thời hạn và diện tích đất công ích giai đoạn 2011-2016 tại xã Hương Vĩ. Theo số liệu thống kê, xã Hương Vĩ có tổng diện tích đất tự nhiên 687,47 ha. Trong đó đất nông nghiệp 290,07 ha, đất phi nông nghiệp 123,86 ha, đất chưa sử dụng 5,2 ha. Trong giai đoạn 2011-2016, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không có hiện tượng giao đất trái thẩm quyền. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời gian qua đã dần đi vào nền nếp.
quản lý nhà nước về đất đai thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được tăng cường, góp phần tích cực vào việc phân bổ và sử dụng ngày càng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên đất đai. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã trở thành căn cứ để tiến hành thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Cơ bản đã chấm dứt tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hạn chế rõ rệt việc tùy tiện chuyển đất nông nghiệp, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực. Qua nghe báo cáo và kiểm tra giám sát thực tế các hồ sơ, sổ sách và bản đồ địa chính, đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác quản lý sử dụng đất ở xã Hưng Vĩ. Tuy nhiên, các thành viên trong đoàn giám sát cũng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng đất của xã Hưng Vĩ. Đó là trong báo cáo còn thiếu, chưa đầy đủ các danh mục theo đề cương do đoàn yêu cầu. Công tác quản lý đất đai còn buông lỏng để người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hiện toàn xã vẫn còn trên 17.000 m2 diện tích đất ao hồ và 33 hectare đất công ích chưa được giao, chưa có hợp đồng đất đấu thầu 5%, chưa có các quy định xử phạt về vi phạm sử dụng đất. Việc chỉ lý biến động đất đai nêu chưa rõ, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, trưởng đoàn giám sát đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương thời gian tới cần bám sát vào nội dung theo đề cương của đoàn giám sát để đánh giá. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, tiếp tục tập trung cao độ việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất hàng năm có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm trong việc phối hợp với các chủ sử dụng đất, thực hiện đúng quy trình sử dụng đất công ích, xem xét, xử lý các đối tượng tự ý san lấp thay đổi hiện trạng đất, rà soát lại hệ thống bản đồ địa chính, chỉnh sửa cho đúng hiện trạng, nâng cao chất lượng quản lý đất của cấp ủy, chính quyền và cán bộ chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các ban ngành đoàn thể đến các thôn về công tác quản lý sử dụng đất, có kế hoạch triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đúng thời gian quy định. Quý vị và các bạn thân mến, trong số những mô hình cán bộ, đoàn viên làm kinh tế giỏi của xã Hồng Kỳ, nổi bật là mô hình phát triển kinh tế của bí thư chi đoàn Nguyễn Văn Hiên ở thôn Trại Nhất. Sau đây là phóng sự của phóng viên Đài Truyền hình Yên Thế, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trao đổi với người cán bộ đoàn có gương mặt rắn giỏi và đầy nghị lực, Nguyễn Văn Hiên chia sẻ, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2003, anh ra Hà Nội làm ở một công ty sản xuất bánh kẹo. Sau 2 năm, anh tham gia khóa học vệ sĩ và vào làm vệ sĩ cho một ngân hàng thương mại tại Hà Nội. Thời gian làm việc ở Hà Nội, anh Hiên đã quen và kết duyên với chị Bùi Thị Nguyệt, quê ở Nhổn, Hà Nội, và anh chị xây dựng gia đình năm 2006. Đến năm 2012, sau gần 10 năm bươn trải bên ngoài, anh quyết định về quê để gây dựng sự nghiệp. Với diện tích trên 6.000 m2 đất vườn, anh Hiên suy nghĩ đất quê mình cũng màu mỡ, chỉ cần biết tính toán trồng cây gì cho phù hợp, hiệu quả là cuộc sống sẽ ổn. Sau khi cưới vợ năm 2006, về quê vợ, thấy người dân nơi đây trồng cây bưởi diễn cho hiệu quả kinh tế cao, anh Hiên cùng vợ bàn tính và quyết định đầu tư 150 triệu đồng, mua 150 gốc bưởi diễn đã 10 năm tuổi về trồng để có nguồn thu nhanh. Diện tích vườn tạp được gia đình quy hoạch và chỉ để lại vài chục gốc vải sớm. Cách đây 3 năm, anh Hiên quyết định chặt số vải sớm để chuyển đổi trồng 300 gốc cam canh. Anh cũng không mua cây nhỏ mà mua cây đã được 1.5 năm về trồng cho đảm bảo và nhanh thu nhập. Vụ vừa rồi, từ bưởi và cam của gia đình, anh Hiên thu được trên 150 triệu đồng. Dự kiến vụ này, anh có 1 vạn quả bưởi và 1 tấn cam. Theo giá thị trường, mỗi quả bưởi bình quân từ 20 đến 30 nghìn đồng. Đối với cam, dao động từ 35 đến 50 nghìn đồng trên 1 kg, tùy theo chất lượng từ loại 1 đến loại 3. Nếu mà đã vào làm vườn ấy thì nói chung là cũng cái nhất là phải biết chọn được cây giống. Cái nhất là về cây giống phải tìm hiểu được cây giống bố mẹ nó thuần chủng. Thì sau này cây mà ra quả thì nó sẽ được theo như là ý muốn của mình. Còn nếu cây mà mình đi mà không biết chọn ấy, mà cây nó lấy cây mà bố mẹ nó không thuần chủng thì nói chung là quả nó sẽ không được đẹp và không được ngon. Đoàn thì tháng phải sinh hoạt 1-2 lần để anh em ngồi với nhau là xem là trao đổi những kiến thức và làm vườn, có thể là anh biết được cái này, có thể anh biết được cái kia, anh em sẽ học hỏi lẫn nhau và để làm những sao cho đạt hiệu quả. Anh Hiền cho biết để trồng bưởi và cam mang lại hiệu quả kinh tế, anh đã đi đến các nhà vườn trồng bưởi diễn ở Hà Tây cũ, nay là Hà Nội,
và các nhà vườn trồng cam ở Lục Ngạn để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tham khảo thêm nhiều tài liệu, các kênh thông tin để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trái. Anh cũng đã đầu tư mua một máy cắt cỏ, phục vụ cho việc làm vườn rất tiện lợi. Ngoài ra, anh Hiên còn trồng một vườn ổi có 45 cây, mỗi năm cho thu trên 4 tấn quả, trị giá 50 triệu đồng. Xung quanh bờ rào, anh còn trồng hàng trăm cây chanh đào, vừa làm hàng rào, vừa cho thu nhập 7 tạ quả trên năm. Không chỉ làm vườn, anh còn cùng gia đình chăn nuôi 500 con gà, một năm nuôi 3 lứa, cho thu lãi trên 20 triệu đồng. Theo đánh giá của đồng chí Lê Thị Hảo, Phó Bí thư Đoàn xã Hồng Kỳ, thì đồng chí Nguyễn Văn Hiên là một bí thư chi đoàn năng động, tích cực với công việc xã hội và tháo vát nhanh nhạy trong phát triển kinh tế. Chi đoàn thôn Trại Nhất có tổng số 20 đoàn viên, là một trong 10 chi đoàn nông thôn thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia sinh hoạt. Chi đoàn nhiều năm liên tục đạt vững mạnh. Hàng tháng, đồng chí bí thư chi đoàn duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt định kỳ vào ngày 26. Ngoài việc đánh giá hoạt động công tác đoàn, phổ biến triển khai nhiệm vụ tháng tới, chi đoàn còn dành thời gian để thảo luận, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong làm ăn, phát triển kinh tế. Với mô hình kinh tế của mình, anh Hiên đã không ngần ngại phổ biến cho các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn những kinh nghiệm để trồng cây cho hiệu quả. Trong chi đoàn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tổng hợp, thu nhập cao như mô hình trồng nhãn, bưởi, nuôi dê của đoàn viên Nguyễn Đức Luân, mô hình chăn lợn, trồng bưởi, nhãn của đoàn viên Đỗ Đức Hảo, mô hình trồng nhãn, táo của đoàn viên Phạm Xuân Tiệp, vân vân. Dạ vâng, đồng chí Nguyễn Văn Hiên, bí thư chi đoàn Trại Nhất là một trong những đồng chí áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong thực tế. Mô hình làm vườn của đồng chí Nguyễn Văn Hiên thì là một trong những cái mô hình kinh tế điển hình của xã. Trong các hoạt động của đoàn xã thì chi đoàn Trại Nhất là một trong những cái chi đoàn đi đầu trong các hoạt động. Với cái sự năng động, nhiệt tình trong thứ nhất là trong công tác đoàn, thứ hai là về việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong kinh tế vườn này, thì đồng chí Nguyễn Văn Hiên thì đã được chi bộ cử đi học cảm tình đảng và sắp tới là sẽ được xem xét kết nạp đảng. Là chi đoàn luôn dẫn đầu trong các phong trào, chi đoàn thôn Trại Nhất đã tích cực tham gia các phong trào thanh niên làm theo lời Bác, đăng ký phần việc thanh niên, công trình thanh niên. Điển hình, chi đoàn đã tham gia phát quang 1.000 mét hành lang giao thông của thôn, huy động 20 công lao động tham gia san lấp ổ gà, đổ bê tuyến đường của thôn bị hư hỏng dài 300 mét. Đồng thời, huy động lực lượng đoàn viên tham gia thu gom và xử lý rác thải, góp phần đảm bảo cho môi trường xanh sạch đẹp. Các phong trào Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu luôn được chi đoàn tích cực tham gia. Những hoạt động trên có sự đóng góp tích cực của đồng chí bí thư chi đoàn Nguyễn Văn Hiên. Anh cũng đã được chi bộ giới thiệu đi học cảm tình đảng để phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Xuân Lương là xã vùng cao nằm ở phía tây bắc của huyện Yên Thế, phía đông nam giáp hai xã cùng huyện, phía tây bắc tiếp giáp ba xã của hai huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên. Địa bàn Xuân Lương có tổng diện tích tự nhiên trên 2.512 hectare, chủ yếu là diện tích sản xuất nông lâm nghiệp. Toàn xã có 8 dân tộc cùng nhau sinh sống, với tổng dân số 6.683 khẩu trên 1.715 hộ. Đã từ lâu, nhiều người biết đến Xuân Lương bởi nơi đây có tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với 400 hectare rừng tự nhiên tái sinh ở khu vực Bản Xoan, Đèo Ngà. Tại khu vực này có hệ thống thác nước, đó là thác Đèo Ngà, thác Đèo Đá và thác Rãnh Cộc, có độ cao trung bình từ 15 đến 30 mét vuông. Tại làng Xuân Lương có cây lim cổ thụ 6 người ôm trên ngàn năm tuổi. Tại Bản Ven có đặc sản chè hoa vàng, chè xanh Bản Ven đã được nhiều nơi biết đến. Xuân Lương có 13 đình, đền, chùa, trong đó có 4 đình, chùa đã được công nhận là di tích lịch sử. Có 3 hồ đập lớn là hồ Ngạc Hai, hồ Suối Ven và hồ Quỳnh. Dọc theo quốc lộ 17 từ trung tâm huyện Yên Thế đến xã vùng cao Xuân Lương
là con đường phẳng lì trải như áp phan, dài 15 km. Tuyến quốc lộ 17 cũng chạy cắt ngang qua xã, nối liền từ thành phố Bắc Giang lên thành phố Thái Nguyên. Từ Xuân Lương đi an toàn khu Liên Minh, Võ Nhai, Thái Nguyên cách 10 km. Đi đến cầu mối Tân Thành, Phú Bình 7 km và đến ông Hoàng Bảy ở trại cau Đồng Hỷ, Thái Nguyên cách 8 km. Dọc theo tuyến đường trục xã đang được đầu tư trải nhựa 8 km từ trung tâm xã đi Bản Xoan là vào đến rừng đầu nguồn Đèo Ngà. Ngay khi bước chân đến khu rừng, mọi người không khỏi trầm trồ và hứng thú với vẻ đẹp hùng vĩ của rừng Đại Ngàn. Nơi đây, những cánh rừng nguyên sinh vẫn còn lưu giữ được hệ sinh thái đa dạng sinh học với hàng trăm loài thực vật và động vật quý hiếm. Vẻ đẹp hoang sơ mà kỳ vĩ của núi rừng yên thế không chỉ có trong sách vở mà được hiện hữu và chiêm ngưỡng. Điều cảm nhận đầu tiên là khi bước chân vào trong rừng là một không gian mát mẻ, thanh bình với tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót véo von hòa cùng với tiếng nước chảy róc rách ở khe suối, tiếng thác đổ rào rào tạo nên một bản giao hưởng làm mê hoặc lòng người. Theo ông Vũ Xuân Quý, người đã có trên 20 năm gắn bó với khu rừng này, thì nhiệt độ trong rừng luôn chênh với nhiệt độ bên ngoài là 3 độ C. Ông Quý cũng là người đầu tiên khai phá khu du lịch sinh thái Thác Ngà và đã đầu tư bảo vệ từ năm 1998 đến nay. Ngay chân rừng, ông Quý đã xây dựng một nhà sàn, một hầm rượu, xây một bể tắm, sơn cầu, làm đường đi, đắp tượng Phật Bà Quan Âm, tượng thần tài với ý nghĩa tâm linh, cầu mong bình an, may mắn. Ngoài ra, ở một số đoạn của con suối, ông Quý còn đắp đập chắn nước để tạo bể nước tự nhiên. Nhiều đoàn khách đến tham quan đã được hòa mình vào dòng nước mát lành, tinh khiết của Thác Ngà đổ về. Từ nhà sàn của ông Quý, đi bộ 500 mét men theo con suối là đền Thác Ngà. Trên đường đi, du khách vừa chiêm ngưỡng khung cảnh huyền bí của rừng Đèo Ngà với nhiều cây cổ thụ dây leo chằng chịt quanh năm mây phủ, vừa nghe tiếng chim rừng hòa với tiếng suối nước reo, được hòa mình với dòng nước mát lịm người, rồi thả mình trên những phiến đá như những con voi rừng đang phủ phục với nhiều hình thù kỳ lạ, tâm hồn sẽ thấy nhẹ nhõm, lâng lâng, một cảm giác khó tả. Ngỡ mình đang lạc giữa thiên đường với những cảnh vật đầy nên thơ, mơ mộng, quên hết những mệt nhọc của cuộc sống thường ngày. Từ lúc chú sinh ra và lớn lên ở cái vùng đất Xuân Lương này và cái khu vực rừng Đèo Ngà này thì chỉ biết rằng là các cụ kể lại là tại sao lại đây có cái tên là Thác Ngà, vì rằng là cái thác là luôn luôn rộn xuống ở một cái độ cao khoảng 30 mét và tạo thành một cái âm vang rất là sống động của cái khu vực núi rừng này, và nước của nó rội xuống bắn là tung té trắng như ngà, cho nên các cụ nhà mình mới đặt tên là Thác Ngà. Và chính cái Thác Ngà này cũng mang tên đây là rừng Đèo Ngà, đặc biệt là không phải riêng con thác này mà từ đây lên trên đỉnh kia còn một số con thác rất là đẹp, và cái nước ở đây có thể nói là rất là tinh khiết, có thể uống không có nghĩ gì đến cái việc đau bụng này, rất là an toàn, uống trực tiếp được. Thế và ở đây cái tán rừng nó cái độ che phủ rất là lớn, luôn luôn nó chênh mấy ở ngoài khu vực trung tâm xã khoảng 2-3 độ nếu về mùa nắng, cho nên là nhân dân này rồi các cháu học sinh ở rất nhiều nơi là đến đây cái mùa nóng là đến đây để tắm rồi thì để tránh nắng, là một cái nơi có thể nói là một khu vực rừng nguyên sinh, có thể nói là còn phong phú duy nhất ở cái vùng giáp danh giữa Thái Nguyên, Bắc Giang và Lạng Sơn. Những ngày hè vào rừng Đèo Ngà đến Thác Ngà có rất đông các bạn trẻ yêu thích khám phá, trải nghiệm thực tế đã đến đây để thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên. Thực ra giới trẻ của chúng tôi thì cũng rất nhiều những trò chơi rồi những cái khám phá, những cái sở thích. Tuy nhiên thì chúng tôi trong cái nhóm anh em, chúng tôi trong cái giới trẻ thì một số anh em là cũng tập trung thành một cái đội hình. Và anh em chúng tôi cũng có cái sở thích là khám phá những cái thiên nhiên. Đặc biệt là hôm nay về với lại khu vực Thác Ngà đây, anh em chúng tôi được trải nghiệm, được khám phá leo từ dưới chân thác lên đây. Mặc dù là cái điều kiện thời tiết cũng
khá là nắng nhưng mà vào đây cảm thấy là cái không khí rất là mát mẻ, và đặc biệt là cái nguồn nước này rất là trong, và chúng tôi cảm thấy là cái cảnh này rất là hùng vĩ, và chúng tôi thấy rằng là đây là một cái địa điểm mà tôi nghĩ rằng là đặc biệt là các bạn trẻ không nên đến để chúng ta trải nghiệm và chúng ta khám phá. Còn chúng tôi cũng cảm thấy rất là vinh dự khi được mặc những cái bộ trang phục của dân tộc này, đến với đặc biệt là những cái địa danh, địa điểm như thế này thì chúng tôi cảm thấy là chúng tôi yêu cái dân tộc của Việt Nam, đặc biệt là được về cái địa điểm như thế này thì chúng tôi có cảm nhận rất là trân trọng cái cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là địa phương xã Xuân Lương cũng như là huyện Xuân Lương. Khu rừng Đèo Ngà nằm trên địa bàn bản Xoan, xã Xuân Lương. Đã nhiều năm nay bà con nơi đây cũng quen với việc du khách các nơi về tham quan, du lịch. Trong chuyến đi thực tế này, anh Trần Văn Định, người dân tộc Cao Lan, trưởng bản Xoan, cũng nhiệt tình đi cùng, hướng dẫn đoàn. Địa phương thì cũng là rất là ưu tiên cho cái việc là được giữ rừng và tuyên truyền cho bà con nhân dân giữ rừng cũng như là bảo vệ cái khu thác Đèo Ngà này cho đến giờ này vẫn được nguyên vẹn và hoang sơ. Thế tuy rằng là trong cái điều kiện bảo vệ đó thì cũng rất là được nhân dân và mọi người địa phương ủng hộ và nhiệt tình, rất là các cụ già cũng như là giới trẻ của địa phương. Đèo Ngà, địa phương bản Xoan chúng tôi là cái khu vực cũng là đặc biệt, cũng rất là nhiều các khách, các nơi khác đến, các giới trẻ cũng đã đến đây và cũng biết đến cái khu vực này. Và nó chỉ như vậy. Thứ hai nữa là ở địa phương thì cũng là rất là may mắn là còn một cái khu rừng hơn 196 ha này để lại cho địa phương một cái thứ nhất là cái quang cảnh, thứ hai là cái môi trường xanh sạch đẹp. Và ngoài ra chúng tôi ở đây thì còn có những cái khu vực bị tâm linh ví dụ là đền cô bé ngác hai ở bản Xoan chúng ta, cũng rất là nhiều người biết đến, ví dụ khách xa như khu Hà Lộ rồi là cũng là đến đấy rất là đông. Đấy, rồi là đến tham quan các cái điểm du lịch như là khu thác Đèo Ngà này. Anh Định cũng mong muốn các cấp các ngành, nhà nước quan tâm quảng bá rộng rãi về khu du lịch sinh thái đến đông đảo mọi người ở mọi vùng miền biết đến, tạo điều kiện để địa phương phát triển, nhân dân được giao lưu với nhiều vùng miền, đơn vị bạn, các khách thập phương để quảng bá hình ảnh địa phương cũng như đồng bào dân tộc nơi đây. Cùng tuyến đường thác Ngà bản Xoan, du khách còn có dịp ghé vào bản Ven, một bản phần lớn là bà con dân tộc Cao Lan, với nghề truyền thống từ bao đời nay là trồng chè, sản xuất chè. Đây là vùng đất có khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng phù hợp đã đem đến cho cây chè hương vị đặc biệt. Người Cao Lan biết về cây chè rừng ngự sâu trên đỉnh thác Ngà. Đặc điểm của chè rừng là lá xanh, búp nhỏ, hương vị đậm đà, rất thơm, lại có tác dụng như vị thuốc. Đến nay, chè xanh bản Ven, Xuân Lương đã có mặt ở nhiều hội chợ thương mại giới thiệu sản phẩm trong tỉnh, khu vực và toàn quốc. Nhiều đoàn đại biểu các tỉnh, viện nghiên cứu đã đến tận nơi tham quan, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm. Năm 2014, Hợp tác xã Thân Trường xây dựng thương hiệu sản phẩm chè xanh bản Ven, hoàn thành thủ tục đăng ký bản quyền, chuẩn bị các điều kiện công bố chất lượng trong năm 2016. Với mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, chè bản Ven đang góp vào thị trường, một sản phẩm đậm nét văn hóa của người Việt có nguồn gốc từ vùng đất Cụ Đề. Rời thác Ngà, chúng tôi quay trở lại khu trung tâm xã, đến thăm hồ Ngạc Hai, là một trong những hồ lớn của huyện có diện tích trên 40 hectare. Nơi đây đã được một hộ dân xây dựng một nhà nổi, nuôi 50 lồng cá, gồm cá lăng, cá quả. Xung quanh khu vực hồ là những ô dù làm dịch vụ cho khách đến câu cá, giải khuây, có cano cho khách du ngoạn. Bữa trưa trên nhà nổi giữa mênh mang hồ nước, xung quanh là núi rừng đại ngàn, và càng thi vị hơn khi được thưởng thức những món ăn ẩm thực, đặc sản mang đậm bản sắc truyền thống của Xuân Lương Yên Thế như xôi chám đen, măng đắng, thịt lợn rừng xào lúc lác, gà đồi, bánh đúc, chám đen luộc. Cảm nhận đến với Xuân Lương Yên Thế thật khó quên. Ở Xuân Lương thì ngoài những cái đặc sản chung của những xã vùng cao thì ở Xuân Lương là một cái địa phương mà chúng tôi là có rất nhiều cái sản phẩm chám đen. Mùa này thì chám đen đang nở rộ, chín rộ. Tuy nhiên thì bây giờ người ta đã biết để cái này ăn quanh năm. Khi mà bóc ra, bỏ hạt đi cho vào tủ đá thì có thể ăn được quanh năm. Và đây là món xôi chám đen. Một trong những món rất là
được nhiều người rất là mến mộ, ưa chuộng. Quả chám đen này thì rất nhiều miền, vùng miền có. Ví dụ như Hiệp Hòa cũng có nhiều chám đen. Tuy nhiên, quả chám đen của Xuân Lương rất nhỏ, nhưng cùi lại rất dày, và đây là quả chám nếp rất thơm. Nếu ta mua một cái quả chám to mà đếm trăm được thì cái quả ấy lại không ngon. Ở đây thì có một món là thế này, cái măng đắng thì bây giờ đã hết mùa rồi. Cái món măng đắng này, tuy nhiên bây giờ thì người ta cũng bắt đầu là biết cách lưu giữ để ăn cả năm. Có nghĩa là xé ra xong cho vào từng túi bóng nhỏ, cho vào đóng đá và ăn được cả năm, rất ngon. Cũng là một món đặc sản. Hoặc là những cái món hoa lúc nát. Đây, ví dụ hoa lúc nát vừa là thuốc chữa bệnh sỏi thận và ăn cũng rất là ngon. Và cái này nhà đồng chí bí thư đảng ủy xã là quanh năm lúc nào cũng có. Một cân này xào phải được hàng trăm đĩa như này. Cũng là những món rất là đặc sản. Vâng, cả đồ Yên Thế thì chúng tôi thấy rằng là cũng nổi tiếng từ lâu rồi. Và tuy nhiên Xuân Lương thì cũng nằm ở trong cái vùng địa bàn của gà đồ Yên Thế. Và trên này thì đất nó rộng, rừng núi bao quanh chúng ta là mênh mông, cho nên là gà lại càng có điều kiện lên rừng để gọi là kiếm ăn theo kiểu hoang dã, cho nên là thịt nó rất là ngon. Và các chú đây cũng đang có những cái ý tưởng là phát triển và phát huy thêm. Rồi thì có thể là ngoài những cái sản phẩm của địa phương thì chúng ta còn có thể kết hợp với một số địa phương xung quanh để ta xây dựng lên một cái ẩm thực mang tính chất riêng của cái địa phương vùng cao. Theo đánh giá của đồng chí Lưu Xuân Phượng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Yên Thế, thì bức tranh của một huyện miền núi càng được sắc nét với nhiều điểm nổi bật. Bên cạnh tiềm năng về nông nghiệp hàng hóa như phát triển kinh tế rừng, gà đồi Yên Thế, cây ăn quả, thì Yên Thế còn có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa lịch sử gắn với du lịch tâm linh và du lịch sinh thái. Theo chủ trương của tỉnh đã đưa quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hoàng Hoa Thám vào là điểm nhấn du lịch tâm linh của tỉnh. Trong thời gian vừa qua, các quần thể về du lịch văn hóa lịch sử gắn với du lịch tâm linh tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám cũng như một số công trình tâm linh đã từng bước được đầu tư. Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hoàng Hoa Thám được đánh giá là một điểm nhấn không chỉ đối với Yên Thế, Bắc Giang mà còn là một trong những địa chỉ hấp dẫn của cả nước. Đặc biệt là lễ hội Yên Thế đã khẳng định được vị thế của mình trong nhu cầu hưởng thụ văn hóa, đời sống tinh thần rất là quan trọng của vùng cũng như của nhân dân Yên Thế. Bên cạnh đó thì Yên Thế cũng đã nghiên cứu, xem xét và thấy rằng khu Thác Ngà, xã Xuân Lương gắn với bản Xoan, bản Ven có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và du lịch ngành nghề. Đặc biệt là khu du lịch sinh thái Thác Ngà có cảnh quan đẹp, có thác nước, có rừng nguyên sinh và một số tiềm năng khác. Bên cạnh ở đây có một cộng đồng người dân tộc Cao Lan, Toàn Tòng còn lưu giữ được rất nhiều bản sắc riêng của người dân tộc Cao Lan. Và chè xanh bản Ven cũng là một trong những đặc sản đã nổi tiếng không chỉ ở Bắc Giang mà đã nổi tiếng trên thị trường cả nước, được những người sành về ẩm thực chè, những người thích chè đánh giá cao. Có thể nói, khu du lịch sinh thái Thác Ngà, Xuân Lương đã hội tụ được các yếu tố quan trọng để có khả năng đầu tư, phát triển về du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm ở nơi này. Khu du lịch sinh thái Thác Ngà đã được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đưa vào là một điểm du lịch của huyện. Và trong thời gian vừa qua là huyện đã có những cái chủ trương bước đầu trong việc là đầu tư cơ sở hạ tầng đến khu vực này. Cụ thể là hiện nay thì huyện cũng đang đầu tư để nâng cấp tuyến đường dài trên 7 cây số từ đường quốc lộ 17 vào đến khu vực của trung tâm. Thứ hai là một số chương trình dự án trong việc là sưu tầm, đánh giá sưu tầm và phát huy những cái giá trị văn hóa của người dân tộc Cao Lan cũng đã được sưu tầm. Và cái du lịch ngành nghề, nhất là đối với chè bản Ven, chè chất lượng cao cũng đã và đang được triển khai thực hiện. Bên cạnh đó thì theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh mới gần đây nhất thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã nhất trí cho Yên Thế lập đề án để phát triển du lịch khu vực Thác Ngà, bản Xoan và bản Ven Xuân Lương. Và trên cơ sở cái quy hoạch này thì
thì huyện Yên Thế sẽ dành những cái nguồn lực nhất định để từng bước đầu tư và tạo những cái môi trường thuận lợi nhất để thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái cũng như là du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm tại khu vực này. Chia tay Xuân Lương, đồng chí Ninh Quang Nghiệp, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lương vui vẻ nói với chúng tôi: "Con người Xuân Lương hiền hòa, chịu thương chịu khó. Đến với Xuân Lương không chỉ có du lịch sinh thái mà Xuân Lương còn có ẩm thực chè hoa vàng, chè bản ven, các món ăn dân tộc. Xuân Lương còn lưu giữ một số bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Nếu có sự quan tâm đầu tư của cấp trên hoặc các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân, thì nơi đây sẽ là điểm du lịch sinh thái cộng đồng, là điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương." Thông báo về việc dừng phát sóng chương trình thời sự truyền hình Yên Thế trên kênh 48 hệ UHF. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2016, Đài Truyền thanh Truyền hình Yên Thế sẽ dừng phát sóng chương trình truyền hình Yên Thế trên kênh truyền hình 48 hệ UHF để chuyển đổi theo mô hình mới phù hợp với xu thế phát triển công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay. Hàng tuần, Đài Truyền thanh Truyền hình xây dựng một chương trình thông tin tổng hợp truyền hình được cập nhật trên cổng thông tin điện tử huyện Yên Thế vào thứ sáu hàng tuần, địa chỉ truy cập yenthe.vn. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, tăng thêm một chương trình truyền thanh, chương trình ca nhạc, văn hóa thể thao phát vào chiều thứ bảy và sáng thứ hai hàng tuần. Các chương trình phát thanh được thực hiện từ thứ hai đến thứ bảy với tổng số 6 chương trình trên một tuần. Các chương trình phát thanh và truyền hình đều được cập nhật trên cổng thông tin điện tử huyện Yên Thế qua địa chỉ truy cập yenthe.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Trường đài, đồng chí Đàm Thị Khánh đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền hình Yên Thế đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.